Rồi, cuộc sống thu quê miền Tây, mến chào tất cả các bạn nha. Giờ mình coi X160 có bay nhổ cười những cái cười chàm nè các bạn. Quá trời là chắc luôn. Yeah, không lên luôn. Rồi, đứt dây luôn. Đứt dây luôn. Đứt dây à. Kìa, nó xong chắc rồi kìa. Nổ không lên các bạn. Rồi cây đó không lên, bỏ cây đó các bạn. Nổ cây khác. Lên nè. Thấm xuống thì dễ, mình nhổ lên thì khó nha các bạn. Cái từ từ giặt nước dây nữa. Rồi.
Cầm nước chưa? Ừ. Rồi tiếp tục nhổ đi quay. Và là nhổ quá. Lên ở vả lắc rồi. Ồ, tự như vậy. Cái cây dài cắm ở ốc nổi không? Cây nó mới chắc đó. Hết hồn lắm. Kìa, nó chắc kìa. Thank you.
lên. Rồi đứt dây nè.